Rồi, kính xin chào các bác. Thì trên tay em đây đang là con LG V60 và cái con Samsung S23 Ultra các bác nhé. Thì hôm nay em sẽ thử so sánh cái loa ngoài của hai con này xem như thế nào. Còn về cái việc nghe bằng tai nghe ấy, thì là em không so sánh, tại vì nó không phát ra tiếng to quá, mình không nghe được. Và đối với em ấy thì là cái con LG V60 nghe bằng tai nghe em vẫn thấy nó hay hơn. Đấy là đối với tai nghe của em thôi. Còn mọi người nghe thế nào thì em không rõ đâu. Tại vì con V60 nó vẫn có cái chip DC riêng ấy. Rồi ấy, nghe nó vẫn có gì đó nó hay hơn các bạn. Đấy là bằng đôi tai của em thôi. Còn nhiều bác bảo là cái chip DC của LG nó không ra gì, nó như lờ ấy, thì cũng tùy thôi. Tùy mỗi người mà. Đối với em thì LG nó vẫn có cái gì đó nghe bằng tai nghe nó ổn hơn. Rồi, em sẽ thử so với mình cái loa ngoài cho các bác nhé. Thì cái này cũng chỉ là cái so sánh cho vui thôi, chứ các bác cũng đừng nên gạch đá quá. Đấy, còn một con máy 4 triệu, một con máy hơn 20 triệu xem nó như thế nào thôi. Rồi, ok, em sẽ nghe bằng con V60 trước nhé. À, đây là em để cái âm lượng nó mắc hết rồi các bác nhé. Đấy, mắc hết rồi này. Rồi, chạy này. Rồi các bác, đây là con trên con V60 và đây là trên con S23. Thì em cũng đã mở mắc âm lượng rồi các bác nhé. Đó, thì các bác, em thấy vừa giờ em đã so sánh hai con này bằng cái loa ngoài ấy, thì thực sự là nếu mà nghe bằng cái đôi tai của em đang nghe đây thì đúng là con S23 nó vẫn cho cái gì đó nó cảm giác là nó hay hơn đấy. Nó phải nói như nào nhỉ? Tại vì đây là cảm nhận riêng mà, thì cái nó cho cái âm bass nó sâu hơn và cái âm cái độ thoáng của nó cũng tốt hơn ấy, kiểu kiểu thế. Thì đấy là cái cảm nhận của em thôi, còn các bác vừa nghe thì các bác cứ 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 tự cảm nhận thôi. Đây cũng chỉ là so sánh cho vui các bác nhé. Mong các bác cũng châm gió nhẹ tay thôi. Rồi, ok.
Chào các bác nhé.